Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hồn Việt TV. Trở lại với bản tin chiều thứ Tư hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Triệu. Sau đây là phần tin quốc tế. Các lãnh đạo Hồi giáo đã chỉ trích Tây Phương tại Liên Hợp Quốc vì các vụ đốt sách Kinh Koran. Các lãnh đạo Hồi giáo phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba đã chỉ trích Tây Phương vì các vụ đốt sách Kinh Koran và lên án hành động được bảo vệ theo quyền tự do ngôn luận là phân biệt đối xử. Thụy Điển chứng kiến một loạt các vụ đốt sách Kinh của Hồi giáo, trong đó chính quyền lên án nhưng nói rằng không thể ngăn cản hành động được bảo vệ theo luật này về tự do bày tỏ. Và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Tayyip Erdogan thì cho biết các nước Tây Phương đang chứng kiến dịch bệnh kỳ thị chủng tộc, trong đó có vài người Hồi giáo. Và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ông cho rằng tình trạng này đã lên đến mức không thể chấp nhận được. Đáng tiếc là các chính khách dân túy ở nhiều nước tiếp tục đùa với lửa khi khuyến khích khuynh hướng nguy hiểm như thế này. Các cuộc biểu tình ở tại Thụy Điển, trong đó có việc đốt sách Kinh Koran do ông Sawan Momika thực hiện, đã gây ra phẫn nộ tại Trung Đông, kể cả ở quê hương Iraq của ông. Và hồi tháng 7 thì ông Erdogan cho hay ông sẽ thôi ngăn cản Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng Quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ thì chưa phê chuẩn. Tổng thống Iran là Ebrahim Raisi đã giơ một quyển sách kinh lên cao trong cuộc họp và ông nói rằng ngọn lửa của sự thiếu tôn kính sẽ không vượt qua được sự thật siêu phàm. Bài Hồi giáo và kỳ thị văn hóa thì đang xảy ra tại các nước Tây Phương. Bằng chứng là các hành động tự hủy hoại sách Kinh Koran cho đến lệnh cấm khăn trùm đầu jihad tại trường học và vô số các phân biệt đối xử khác. Ông đang ám chỉ đến nước Pháp là một đất nước ra lệnh cấm nữ sinh Hồi giáo đội khăn hijab tại các trường học. Canada muốn câu trả lời từ Ấn Độ về vụ sát hại lãnh đạo người Sikh. Thưa quý vị, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada không khiêu khích Ấn Độ khi cho rằng Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại một lãnh đạo ly khai người Sikh, nhưng muốn New Delhi giải quyết vấn đề này một cách phù hợp. Ông Trudeau hôm thứ Hai cho hay các cơ quan tình báo Canada đang tích cực theo đuổi các cáo buộc khả tín liên kết điệp viên của New Delhi với vụ bắn ông Hardeep Singh Nijjar, 45 tuổi, ở British Columbia hồi tháng 6. Cuộc tấn công hiếm thấy như thế này ở Canada. Ấn Độ nhanh chóng gọi cáo buộc trên là lố bịch, đồng thời trục xuất một nhà ngoại giao Canada, làm xấu thêm liên hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa hai thành viên nhóm G20. Sau khi Ấn Độ phủ nhận, ông Trudeau bị phía đối lập thúc giục phải công bố những bằng chứng mà ông có. Ông Trudeau hôm thứ Ba cho hay Ottawa quyết định lên tiếng vì muốn bảo đảm Canada có cơ sở vững chắc để hiểu chuyện gì đang diễn ra và có thời gian thảo luận với các đồng minh. Ông nói rằng vụ này để lại hậu quả lớn theo luật quốc tế. Sự việc trên làm chệch hướng cuộc đàm phán kéo dài về thỏa thuận mậu dịch song phương tiềm năng. Một nguồn tin thân cận cho biết việc Canada hôm 1 tháng 9 quyết định ngưng đàm phán và hôm 15 tháng 9 hoãn phái đoàn thương mại dự tính đến Ấn Độ trong tháng tới liên quan trực tiếp đến lo ngại về vụ giết người. Giới chức Canada đến nay chưa cho biết tại sao họ nghĩ Ấn Độ có thể liên quan đến vụ sát hại ông Nijjar. Azerbaijan tấn công Karabakh trong khi Nga và Hoa Kỳ thì kêu gọi họ bình tĩnh. Azerbaijan vào hôm nay tấn công Nagorno-Karabakh, một khu vực ly khai do người Armenia kiểm soát, bất chấp Nga và Hoa Kỳ đã kêu gọi hai bên bình tĩnh. Azerbaijan bắt đầu cuộc tấn công chống khủng bố vào tối ngày thứ Ba nhắm vào Nagorno-Karabakh sau khi có một số quân nhân bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công từ khu vực đồi núi này. Karabakh thì được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho hay là Karabakh đang bị pháo kích dồn dập để mà khiêu chiến. Ông yêu cầu nhân viên gìn giữ hòa bình của Nga thực hiện nhiệm vụ của họ và cảnh báo các lực lượng đang bàn thảo về cuộc đảo chính ở tại Yerevan. Người Armenia ở Karabakh thì cho biết Azerbaijan đã một cuộc chiến tranh mới nhắm vào 120.000 người đang sinh sống ở khu vực mà họ xem là quê hương của họ. Thổ Nhĩ Kỳ đã hậu thuẫn cho Azerbaijan do hai bên có liên hệ về ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế một cách chặt chẽ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken đã gọi Tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev lập tức chấm dứt thù địch và nói với ông Pashinyan rằng Washington ủng hộ cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Armenia. Nga cũng kêu gọi họ bình tĩnh, nhưng một số quan chức Nga thì chỉ trích Armenia vì đã ve vãn Tây phương và cho rằng việc này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Một cuộc chiến tranh khác ở tại Liên Xô cũ có thể phá vỡ sự cân bằng chính trị ở tại Nam Caucasus, khu vực mà nơi Nga, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Iran đang tranh giành ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng Azerbaijan hôm nay cho biết là hiện biện pháp quân sự tiếp tục thành công phá hủy nhiều vũ khí và thiết bị quân sự. Người Armenia ở tại Karabakh cho hay ít nhất là 27 người bị thiệt mạng và 200 người bị thương ở tại Karabakh. Người dân ở một số ngôi làng thì đã đi di tản. Hy Lạp tiến hành cứu nạn khoảng 90 di dân trên thuyền buồm. Một cuộc cứu nạn đang diễn ra sáng hôm nay để cứu hàng chục di dân trên một chiếc thuyền buồm gặp trục trặc ngoài khơi duyên hải Tây Nam của Hy Lạp. Tuần Duy cho hay, thuyền buồm chở khoảng 90 người được phát hiện cách thị trấn Pylos khoảng 40 hải lý về phía Tây. 6 người đã được một thuyền buồm khác đang đi trong khu vực cứu giúp và đưa đến Pylos, nơi một phụ nữ được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Kalamata. Khoảng 25 người được một tàu chở dầu đang đi ngang qua cứu giúp và được đưa đến Kalamata, trong khi những người còn lại được đưa sang một tàu chở hàng khác đang đi ngang qua. Khu vực này ở gần nơi xảy ra vụ đắm tàu hồi tháng 6, làm cho hàng trăm di dân thiệt mạng và mất tích, dẫn đến cáo buộc nhà chức trách Hy Lạp không đối phó phù hợp để cứu giúp di dân. Con tàu quá tải khởi hành từ Libya với khoảng 500 cho đến 700 người trên tàu. Chỉ có 104 người sống sót, trong khi 82 thi thể được tìm thấy. Những người còn lại chìm xuống biển cùng con tàu tại một trong những vùng sâu nhất của Địa Trung Hải. Tuần trước, 40 người sống sót nộp đơn kiện tất cả các bên liên quan ở Hy Lạp, nói rằng nhà chức trách Hy Lạp không can thiệp để cứu di dân trước khi con tàu bị lật. Hy Lạp nằm trên tuyến đường các đường dây buôn người đưa di dân từ Trung Đông, Phi Châu và Á Châu sang Liên hiệp Âu Châu. Nhiều người sử dụng thuyền nhỏ đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các hòn đảo của Hy Lạp gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi những người khác dùng tàu lớn hơn, thuyền buồm hoặc tàu đánh cá để đi từ Thổ Nhĩ Kỳ hay Bắc Phi đến Ý, không đến Hy Lạp. Công ty đường sắt của Mexico đã cho ngưng các chuyến xe lửa vì có quá nhiều di dân leo lên xe lửa và bị thương. Một công ty đường sắt tại Mexico vào hôm thứ Ba cho biết là họ tạm thời ngưng các chuyến xe lửa hoạt động ở khu vực miền Bắc đất nước vì có quá nhiều di dân leo lên các toa xe lửa chở hàng và bị thương trong lúc leo trèo. Công ty Ferromex cho hay là họ tạm thời ngừng 60 chiếc xe lửa chở hàng hóa. Một phần thương mại quốc tế sẽ bị ảnh hưởng vì sự gián đoạn này. Trong những ngày gần đây thì có khoảng 6 trường hợp đáng tiếc, bao gồm thương tích và tử vong đã xảy ra cho di dân khi họ leo lên những chiếc xe lửa chở hàng. Công ty thuộc tập đoàn Grupo México cho biết có một số di dân thậm chí đã leo lên toa xe chở hàng đang di chuyển bất chấp nguy hiểm chết người. Số di dân ngày càng tăng trong những ngày gần đây, vì vậy Ferromex ngưng các chuyến xe lửa để bảo vệ sự an toàn cho di dân, trong khi chờ nhà chức trách giải quyết vấn đề này. Nhưng thông báo của Ferromex đã không làm nản lòng di dân, có hàng trăm người đã chờ đợi trên đường ray và tại bãi đậu xe lửa ở tại Huehuetoca. Ở ngoại ô thành phố Mexico, Pavel Aguila Flores là một di dân từ Venezuela, hy vọng là leo lên xe lửa chở hàng để đến Matamoros, là một thành phố biên giới đối diện với Brownsville tại Texas. Anh cho hay là anh chưa nghe thấy bất kỳ tin tức nào. Anh sẽ tiếp tục hành trình và đang chờ xe lửa. Thực tế thì xe lửa vẫn đi qua bãi đậu xe lửa ở tại đây vào chiều tối ngày thứ Ba, nhưng không đến những nơi mà di dân muốn đến. Theo Ferromex thì vấn đề tồi tệ nhất có vẻ là ở tại miền Bắc, và công ty cho hay có khoảng 1.500 người đã tụ tập tại bãi đậu xe lửa ở thành phố Torreon, ở tiểu bang biên giới Coahuila. Có khoảng 800 di dân chờ đợi tại bãi đậu xe lửa ở tại Irapuato, ở tiểu bang Guanajuato. Thưa quý vị, nhìn sang tình hình Á Châu, Chủ tịch Bắc Hàn trở về Bình Nhưỡng sau chuyến công du Nga. Hãng thông tấn KCNA hôm nay cho biết, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong un đã về đến Bình Nhưỡng trên xe lửa riêng của ông tối hôm thứ Ba sau chuyến công du Nga. Ông Kim được các quan chức cấp cao và đội bảo vệ danh dự chào đón tại một nhà ga xe lửa. KCNA cho hay, chuyến đi của ông là một bước quan trọng trong việc củng cố liên hệ giữa Bắc Hàn và Nga. Chuyến thăm của ông và cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin thu hút sự chú ý toàn cầu vì ông Kim hiếm khi rời khỏi đất nước và gây ra lo ngại về khả năng mua bán võ khí và chuyển giao công nghệ với Nga. Trong bối cảnh đó, Nam Hàn hôm thứ Ba đã triệu tập đại sứ Nga để cảnh báo Moscow không được hợp tác quân sự với Bắc Hàn. Seoul và Washington nói rằng hợp tác quân sự giữa Bắc Hàn và Nga sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và kêu gọi không hợp tác. Tuần trước, Chủ tịch Bắc Hàn đến thăm một nhà máy sản xuất chiến đấu cơ của Nga và khen ngợi công nghệ hàng không của Nga. Ông Kim cũng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người giới thiệu lãnh đạo Bắc Hàn quanh tạc cơ chiến lược, hỏa tiễn siêu thanh và chiến hạm của Nga. Tokyo yêu cầu Trung Cộng đưa phao nổi ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nhật Bản đã yêu cầu Bắc Kinh đưa một phao nổi của Trung Cộng ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, ở vùng biển gần với quần đảo mà cả hai nước đều tuyên bố mình có chủ quyền. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết là Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối ở cả Tokyo và Bắc Kinh kể từ khi tuần duyên của Nhật Bản phát hiện ra một chiếc phao nổi vào hồi tháng 7 trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Chiếc phao nổi được phát hiện ở vùng biển gần quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkoku, còn Trung Cộng thì gọi là Điếu Ngư. Quan chức Nhật Bản cho hay là Nhật Bản đã yêu cầu lập tức di rời chiếc phao nổi này vì xây dựng một công trình trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản là vi phạm luật quốc tế. Trung Cộng đặt một phao nổi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở cùng khu vực này của biển Hoa Đông vào hồi năm 2018, đã tăng thêm nhiều thập niên thù địch giữa hai nước. Và sự liên hệ giữa Nhật Bản và Trung Cộng đã căng thẳng hơn kể từ khi Tokyo xả nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Bắc Kinh đáp trả bằng lệnh cấm nhập cảng toàn bộ hải sản từ Nhật Bản, và theo dữ liệu Bộ Tài chính công bố vào hôm nay, việc xuất cảng thực phẩm từ Nhật Bản sang Hoa Lục đã giảm 41,2% trong tháng 8, còn có 14 tỷ yên, tức là tương đương 95 triệu đô la. Tokyo hồi tháng 8 yêu cầu Trung Cộng bảo đảm sự an toàn của công dân Nhật sau khi mà Đại sứ quán Nhật Bản ở tại Bắc Kinh bị ném đá. Nhật Bản cũng kêu gọi hàng chục ngàn người ở tại Hoa Lục tránh thu hút sự chú ý và tăng cường an ninh xung quanh các trường học cũng như các cơ sở ngoại giao. Hãng thông tấn Kyodo cho hay là Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh đã nhận được hơn 400.000 cú điện thoại làm phiền kể từ khi xả nước thải ra biển. Hàng chục đám cháy cây bụi lan nhanh vì gió mạnh ở Úc. Thưa quý vị, gió mạnh và đợt nắng nóng hiếm thấy trong đầu mùa xuân làm cho hàng chục đám cháy cây bụi lan rộng trên khắp khu vực đông nam của Úc, buộc nhà chức trách phải phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao cho khu vực Sydney lớn hơn, nơi sinh sống của hơn 5 triệu người. Cơ quan cứu hỏa nông thôn New South Wales cho biết hơn 600 cảnh sát cứu hỏa và nhân viên đối phó khẩn cấp đang cố gắng kiểm soát 68 đám cháy đang hoành hành trên khắp tiểu bang New South Wales tính cho đến sáng hôm nay, trong đó 17 đám cháy chưa kiểm soát được. Cơ quan cứu hỏa cho hay với thời tiết khô nóng và gió mạnh, vùng Sydney sẽ có nguy cơ cháy rừng cao, trong khi nhiều khu vực khác cũng có nguy cơ cháy rừng. Nhiều khu vực ở Úc nóng bức trong đợt nắng nóng mùa xuân bất thường, đưa nhiệt độ lên cao hơn bình quân vào tháng 9. Lệnh cấm tuyệt đối đốt lửa được áp dụng cho nhiều khu vực ở New South Wales, với Sydney hôm nay ghi nhận nhiệt độ trong ngày thứ Năm liên tiếp trên 86 độ F trong tháng 9. Nhưng khối không khí lạnh từ thứ Năm sẽ đưa nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 70 độ F. Người dân của một thành phố nghỉ mát nổi tiếng ở